Giờ con ngồi dưới này, con quay vô nè, vô. Ba thôi giờ nè, là cái con này là bự nhất nè, bây giờ Hai con bự rồi. cái nè, Ô, giờ con trong cái bự nữa kìa ba. không, nhỏ nhỏ mà, bây giờ Rồi ba bắt ra đây đi. trứng nè, bây giờ Giỏi với trứng á. trứng bây giờ À. con nó nè, nguyên một dạng con nè, cái con đực là nó nằm ở ngoài Này ba gọi cho trứng này, trứng nhiều quá. đó, trứng đó. Bây giờ Rồi này, ba bắt đi. đây chúng tôi đó phải dài em nữa chứ làm sao hết nó được, dài em chơi chơi ngầm mày. Nó bị dính cả, dính cả. Cái đầu giờ vô à, ok này, đừng có dập gì thế, nó ra bây giờ phóng ra bây giờ nằm dưới đáy mà dưới dưới chứ.